Uống nước à? Có. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với vlog của mình. Thì hôm nay các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về tìm hiểu về 4P trong marketing nha các bạn. Thì 4P trong marketing đóng một cái vai trò rất là lớn trong việc thực hiện quá trình marketing. Mọi người cùng tìm hiểu với mình. Đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ và đồng hành với mình nhé. Tìm hiểu về 4P trong marketing xem nó sẽ có những cái gì và ảnh hưởng gì đến quá trình marketing nha các bạn. Xem nó sẽ có những yếu tố gì và ảnh hưởng gì đến quá trình marketing. Đây mình sẽ bắt đầu tìm hiểu ngay bây giờ đây mọi người ơi. 4P trong marketing. Tìm từ khóa 4P trong marketing. Thế nó là gì nhé các bạn? Trong marketing xem nó sẽ có những cái gì và nó ảnh hưởng như thế nào nhé mọi người. Thì tức là nó là bốn cái từ viết tắt ấy mọi người, chữ chữ P viết tắt ở đầu tiên ấy. Đây có rất là nhiều kết quả đâu mọi người, có tận 44.042 kết quả cho cái từ khóa này. Thì ấn vào cái đầu tiên nhé để tìm hiểu ngay bài viết đầu tiên cho mọi người. 4P trong marketing là gì, chiến lược, quy trình triển khai như thế nào, thì hãy cùng mình tìm hiểu 4P trong marketing nhé. Bốn P là cái mô hình khá là bé ấy, mọi người ạ. 4P trong marketing là một cái khá bé. Đâu xem nào. Thì bạn có biết rằng cái khái niệm 4P là phương pháp điểm của 6P, 7P, 15P trong marketing. Khái niệm 4P trong marketing thì lần đầu tiên được xuất hiện dưới thuật ngữ marketing mix, marketing hỗn hợp trong một cái bài báo cáo của Nate Boynton vào năm 1964. Lúc này khái niệm marketing mix bao gồm khá nhiều yếu tố như sản phẩm, chiến lược marketing, phân phối, giá sản phẩm, thương hiệu, đóng gói bao bì, quảng bá, khuyến mãi, tính cá nhân hóa nữa mọi người ạ. Rất là nhiều yếu tố.
Thì lúc này khái niệm marketing mix thì sau đó bốn thành phần cơ bản đã được chuyên gia marketing eTMarketer tổng hợp lại và góp phần rất lớn vào việc xây dựng và phát triển các chiến lược marketing ngày nay. Chúng ta vẫn gọi là 4P trong marketing đó mọi người. 4P trong P trong marketing nghe có vẻ rất là ngắn gọn đúng không? Thì đến đây chắc hẳn các bạn có câu hỏi là 4P trong marketing là gì và mô hình 4P trong marketing là gì, làm sao để sử dụng mô hình này tạo nên chiến dịch marketing thành công. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Thì hãy xem qua bài viết này sẽ cho mình biết những cái điều gì này. Cùng xem qua mục lục có tất cả là 7 phần các bạn ạ, có tất cả 7 phần nha mọi người, không có không sai đâu, có tất cả 7 phần thì mọi người cùng nghiên cứu mình. Phần mà mình cần nghiên cứu. Bốn P trong marketing là gì? Phần đầu tiên mình sẽ tìm hiểu đó là 4P trong marketing là gì. Bốn P trong marketing là gì này? Vai trò của chiến lược 4P trong marketing thúc đẩy doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm mới chất lượng hơn này. Mô hình 4P trong marketing giúp gia tăng lợi ích cho người tiêu dùng, nâng cao giá trị thương hiệu uy tín của doanh nghiệp trên thị trường, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh và công bằng. Tiếp theo là ưu và nhược điểm, sẽ có ưu và nhược điểm mình cùng nghiên cứu nha các bạn. Thì các yếu tố cấu thành mô hình này là gì? 4P, vậy 4P đó là gì? Học bao lâu mới về? Người ta lại đáp quá lên. Nắm chặt.
4P chung. 4P trong marketing, các yếu tố cấu thành mô hình 4P trong marketing đầu tiên là product, sản phẩm, price, giá, place, phân phối, promotion, chiêu thị. 6 bước phát triển mô hình 4P trong marketing mix. Đầu tiên là xác định điểm bán hàng độc nhất, thấu hiểu khách hàng, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, đánh giá các kênh phân phối và địa điểm mua hàng, phát triển chiến lược truyền thông, promotion và kết hợp các yếu tố và kiểm tra kết quả tổng thể. Tiếp theo, case study chiến lược marketing 4P tại McDonald's. Sản phẩm, product, địa điểm phân phối, place, quảng cáo, promotion, giá cả, pricing. Thì kinh nghiệm khi xây dựng mô hình 4P trong marketing cần biết, đó là chiến lược về sản phẩm, chiến lược về giá sản phẩm, chiến lược về phân phối sản phẩm hợp lý, chiến lược về quảng bá sản phẩm rộng rãi mọi người ạ. Đó là 4P trong marketing nha mọi người. Thì đầu tiên hãy cùng mình tìm hiểu 4P trong marketing là gì. 4P trong khá là thú vị đúng không các bạn? Thì mình sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm của nó trước. Cùng tìm hiểu về khái niệm. Bốn mô hình 4P là bốn chữ cái đầu tiên để phát triển một chiến lược kinh doanh cốt lõi. Mô hình 4P trong marketing mix phối thức marketing bao gồm mà product, sản phẩm và hoặc dịch vụ này, price, giá, place, phân phối, promotion, xúc tiến hay còn gọi là chiêu thị. Những yếu tố này còn được gọi là marketing hỗn hợp hoặc marketing mix. Mức độ thành công của chiến dịch marketing nằm ở cái việc áp dụng mà 4P trong marketing sẽ ảnh hưởng mạnh đến cái doanh thu của bạn. Liệu mọi người có mua những gì bạn đang bán hay không? Thì sẽ cùng trả lời câu hỏi này nha các bạn. Liệu mọi người có mua những cái gì mà bạn đang bán hay không? Cùng tìm hiểu xem. Liệu mọi người có đang mua những cái gì bạn đang bán không và làm thế nào để họ mua những cái thứ mà bạn bán thì cùng tìm hiểu nhé.
À, để trả lời câu hỏi này thì các chuyên gia marketing cho rằng bốn yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. Bốn yếu tố này được gọi là marketing hỗn hợp hoặc là mô hình nhỏ 4P trong marketing. Product, sản phẩm, bạn sẽ bán sản phẩm dịch vụ gì? Price, giá cả, bạn sẽ tính phí bao nhiêu cho sản phẩm dịch vụ ấy? Place, phân phối, khách hàng sẽ mua sản phẩm dịch vụ của bạn ở đâu? Promotion, chiêu thị, khách hàng sẽ biết về sản phẩm dịch vụ của bạn như thế nào? Khá thú vị đúng không mọi người? Thì mức độ thành công của việc áp dụng mô hình 4P trong marketing sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của bạn. Lưu ý trong phần này thì sử dụng sản phẩm bao hàm cả hàng hóa và dịch vụ nha mọi người. Sản phẩm thì bao gồm mà cả hàng hóa và dịch vụ. Hàng hóa và cả dịch vụ đó mọi người ạ. Thì cùng mình nghiên cứu kỹ hơn về phần này. Đây mọi người ơi, vai trò của chiến lược 4P trong marketing là gì? Thì để xem 1 này, 2 này, 3 4 5 3 4 4 vai trò nha mọi người. Cái marketing 4P này sẽ có 4 vai trò trong kinh doanh. Mọi người hãy cùng mình tìm hiểu xem nó có vai trò như thế nào nhé. Vai trò như thế nào cùng mình tìm hiểu. Vai trò 4P trong marketing thì chắc chắn nó sẽ có những cái vai trò nhất định thì người ta mới áp dụng nó đúng không mọi người, cùng mình tìm hiểu xem. Thì đầu tiên là thúc đẩy doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm mới chất lượng hơn. Chiến lược marketing giúp cho doanh nghiệp nghiên cứu và hiểu rõ hơn về thị trường, nhu cầu của khách hàng. Thông qua đó thì họ sẽ đưa ra những ý tưởng sáng tạo hơn, mang đến những sản phẩm phù hợp, đáp ứng mong muốn đến từ nhiều người tiêu dùng. Cụ thể sẽ đưa ra những cái các sản phẩm sẽ ra sau sẽ được tiêu chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng tốt hơn, mang đến những cái lợi ích hay thậm chí là vượt quá sự mong đợi của khách hàng luôn mọi người ạ. Nghe có vẻ rất là thú vị đúng không mọi người?
Rất là thú vị đúng không mọi người? Rất là thú vị đúng mọi người? Khá là thú vị đúng không mọi người? Tiếp theo là không chỉ mang lại mô hình 4P marketing giúp tăng lợi ích cho người tiêu dùng, không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà chiến lược này còn có vai trò quan trọng đối với người tiêu dùng. Cụ thể đó là các sản phẩm mới, chất lượng, các tính năng tốt, giá cả cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của họ. Việc bỏ ra một số tiền phù hợp để sở hữu các sản phẩm tốt chắc chắn là bất kỳ khách hàng nào cũng mong muốn. Do đó, khi áp dụng chiến lược 4P cho marketing doanh nghiệp còn giúp gia tăng lợi ích cho khách hàng của mình, thu hẹp khả năng tiếp cận của họ với sản phẩm đó mọi người ạ. Tiếp cận với sản phẩm, nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp, nó còn có thể giúp và nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín á của doanh nghiệp đúng không ạ? Nâng để xem nó nâng cao giá trị và uy tín của doanh nghiệp như thế nào, cùng mình tìm hiểu nhé bạn. Nâng cao giá trị thì cùng tìm hiểu nó xem là nâng cao giá trị nào nhé. Thì mục tiêu áp dụng các chiến lược marketing của doanh nghiệp đó là đưa thương hiệu của mình phát triển hơn, phổ biến rộng khắp các quốc gia, khu vực, và khi áp dụng chiến lược này, doanh nghiệp sẽ thường xuyên có các hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. Việc này sẽ giúp cho hiệu quả kinh doanh được nâng cao hơn, sản phẩm được bán nhanh nhiều hơn, đồng thời việc quảng bá sản phẩm, doanh nghiệp cũng giúp khẳng định thương hiệu tốt hơn trên thị trường. Tiếp theo đó là tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng mọi người ạ, cạnh tranh lành mạnh và công bằng. Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trên cùng một lĩnh vực, chính điều này đã đang đòi hỏi các đơn vị cần thường xuyên đổi mới, ra mắt các sản phẩm tốt, chất lượng hơn, có những tính năng ưu việt hơn. Bên cạnh đó, vấn đề giá cả cũng có sự cạnh tranh khá lớn và doanh nghiệp sẽ không cần không ngừng giải quyết các vấn đề để tạo ra lợi thế cho mình. Việc cạnh tranh công bằng cũng là điều kiện để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Cạnh tranh công bằng cũng là điều kiện phát triển mạnh mẽ nữa. Không đợi Ngọc về ạ? Ăn trước đi. 12 rưỡi 1 giờ mới về.
Ngọc á? Muộn thế? Tưởng 12 giờ hơn nó đã về. À 11 giờ ấy nó về. Thì tiếp theo là cùng mình tìm hiểu về những cái ưu điểm và nhược điểm của nó nha mọi người. Ưu điểm là tương tác dễ dàng với khách hàng. Tương tác dễ dàng với khách hàng thông qua các trang mạng xã hội, doanh nghiệp có thể dễ dàng nhận biết được công chúng đang nghĩ gì về thương hiệu hay chiến lược marketing. Hơn nữa, nếu các bài đăng về thương hiệu của bạn được chia sẻ rộng rãi, có nhiều bình luận tích cực, điều đó chứng tỏ chiến lược của bạn đang đi đúng hướng và tiếp cận tốt với người tiêu dùng mọi người ạ. Tiếp cận tốt với người tiêu dùng. Ăn đi. Ăn với thì dễ dàng đo lường các thông số trên các kênh truyền thông đại chúng vì có thật hiện đại internet từ các thông số liệu được hiện một cách rõ ràng và chi tiết giúp doanh nghiệp biết được kết quả tiếp cận của khách hàng của các chiến lược quảng bá thương hiệu tạo động lực cho những chiến lược tiếp kế tiếp vượt qua con số trước đó mọi người ạ. Khá là hay ho đúng không? Dễ dàng tiếp cận công chúng mục tiêu thông minh. Các công cụ được sử dụng trong marketing hiện đại giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận đến khách hàng mục tiêu hơn. Giống như ví dụ đã nói trên về việc tìm kiếm trên Google về chuyến du lịch thì Google sẽ gợi ý cho khách hàng những cái đơn vị phù hợp với nhu cầu đó. Bên cạnh đó thì nó cũng có, sẽ có những nhược điểm và bất kể cái gì cũng thế thôi, hãy cùng mình tìm hiểu về nhược điểm của nó nha mọi người. Nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của nó là gì? Bên cạnh những yêu thì nhược điểm xem nó có cái gì đáng nổi bật không.
Nhược điểm của nó là gì? Đầu tiên này mọi người ơi, nhược điểm đầu tiên chắc là cái nhược điểm lớn nhất thì người ta sẽ nêu đầu tiên nha mọi người. Nhược điểm lớn nhất thường thường người ta sẽ nêu đầu tiên. Đó là dễ tạo cảm giác phiền nhiễu, đặt mình vào vị trí khách hàng khi mà những cái gì bạn đã tìm kiếm trên internet đều bị theo dõi bởi thị và gợi ý thì thật là khó chịu và không dễ chịu chút nào. Dễ bị bỏ qua, tiếp cận khách hàng thông qua hình thức marketing hiện đại thật sự vô cùng lợi hại và dễ dàng. Tuy nhiên nên cân nhắc là quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng rất dễ bị bỏ qua. Người tiêu dùng internet chỉ cần cuộn xuống dưới hay nhấp qua các trang kế tiếp thì ngay lập tức quảng cáo của bạn cũng sẽ biến mất. Tiếp theo là cạnh tranh khốc liệt, bởi vì nó khá là dễ dàng thì nên sẽ có những cái cạnh tranh khốc liệt mọi người ạ. Cạnh tranh khốc liệt. Cùng xem cạnh tranh khốc liệt là cạnh tranh như nào ấy các bạn. Cạnh tranh khốc liệt. Thị trường marketing hiện đại màu mỡ như thế cũng chẳng lạ gì, cái sự cạnh tranh là vô cùng khắc nghiệt. Doanh nghiệp của bạn thì cần phải không ngừng sáng tạo ra những cái nội dung mới, thay đổi liên tục để không bị tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh. Chiến lược cần phải vững vàng và tiềm lực tài chính cũng quan trọng trong cái cuộc chiến tranh marketing hiện đại này mọi người ạ. À, khốc liệt lắm ý, vì nhiều bên. Thì cạnh tranh khốc liệt này, các yếu tố trong mô hình 4P marketing, đầu tiên là product, sản phẩm. Bạn sẽ bán sản phẩm dịch vụ gì để xác định nên bán những cái gì. Bạn phải hiểu nhu cầu của khách hàng và tiềm năng đối với sản phẩm dịch vụ đó, và sau đó điều chỉnh sản phẩm của bạn để bán được với những cái nhu cầu đó, cố gắng đáp ứng được càng nhiều mong đợi của khách hàng càng tốt, càng bạn càng có nhiều cơ hội để cho họ mua hàng của bạn, giới thiệu bạn với người khác và quay lại lần nữa trong tương lai. Sản phẩm được nói đến ở đây là có thể là vật phẩm hữu hình hoặc là dịch vụ được doanh nghiệp bán ra thị trường. Khi thiết lập chiến lược sản phẩm, bạn cần đưa ra các quyết định liên quan đến các vấn đề sản xuất ra hàng loạt các vấn đề sau. Cùng mình tìm hiểu các vấn đề thì nhé.
xem có những cái vấn đề gì mà mình cần tìm hiểu nha mọi người. Xem có vấn đề gì mà mình cần lưu ý và tìm hiểu. Sản xuất hàng hóa hàng loạt hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng, sản phẩm dịch vụ của bạn sẽ được sản xuất hàng loạt và giống như mọi người mua, hay là bạn sẽ cung cấp một cái sản phẩm riêng biệt tùy theo nhu cầu của khách hàng. Mình có những cái lựa chọn. Mình sẽ có những cái lựa chọn khá là thú vị. Tiếp theo là sản phẩm của bạn. Sản phẩm của bạn phải là cái loại hàng tiện dụng, convenience good, hay là cái thứ mà mọi người phải mua thường xuyên với chi phí thấp kém, kem, tạp chí, thuốc lá, nước. Mình phải lựa chọn cái sản phẩm mà mình thấy là mình sẽ làm tốt. Loại hàng mua sắm shopping goods, thứ họ sẽ cân nhắc mua sắm và so sánh các sản phẩm sản phẩm thuộc các thương hiệu khác nhau, đồ nội thất, quần áo, thiết bị điện tử. Loại mặt hàng đặc biệt specially goods, thứ đặc biệt họ sẽ chỉ mua vài lần, một món quà đắt tiền hoặc một cái hãng xe xa xỉ, xe máy, đồ cổ, bộ sưu tập tranh. Loại hàng thụ động unsure goods, thứ mà người tiêu dùng không hề biết đến và cũng không mong muốn mua trừ khi các trường hợp đặc biệt, bảo hiểm tai nạn, dịch vụ mai táng, bình chữa cháy. Việc cố gắng hiểu rõ sản phẩm của bạn phù hợp với loại nào nhất rất là quan trọng trong việc xác định các định giá, bán ở đâu và làm thế nào để quảng bá nó. Tiếp theo là sản phẩm mới hoặc là đã tồn tại trên thị trường. Sản phẩm mới hoặc đã tồn tại trên thị trường. Sản phẩm mới hoặc đã tồn tại trên thị trường.
Thì nếu sản phẩm mà bạn bán lại là sản phẩm mới, bạn sẽ phải giáo dục vào thị trường, thuyết phục mọi người rằng họ cần tạo ra một nhu cầu cho sản phẩm. Nếu bạn đang tạo ra phiên bản cải tiến cho một sản phẩm có sẵn thì bạn cần cho mọi người thấy rằng nó tốt hơn và về tính năng hoặc giá rẻ hơn so với mặt hàng trên đối thủ của đối thủ trên thị trường mọi người ạ. Mình phải thể cho người ta thấy được những cái ưu điểm của cái sản phẩm của mình. Đó mọi người ạ, à, mình sẽ quan tâm đến những cái vấn đề này nữa mọi người ạ. Có khá nhiều vấn đề mà mình cần quan tâm đến. Cùng tìm hiểu xem các vấn đề tiếp theo nha mọi người. Bài viết này khá là hay và đầy đủ, theo mình là khá là hay và đầy đủ đấy các bạn. Kiểm tra sản phẩm khi sản xuất hàng loạt, việc sản xuất có lỗi nhỏ là không thể tránh khỏi, thế nhưng đó cũng có thể khiến mọi người vất vả, khiến mọi người thất vọng, khiến doanh thu giảm sút. Hãy kiểm tra trước sản phẩm của bạn chuẩn bị tung ra thị trường có được phản hồi tốt từ những cái người phù hợp và có cái hồ sơ khách hàng tiềm năng hay không ấy mọi người ạ. Sản phẩm có phù hợp và có được cái hồ sơ khách hàng tiềm năng hay không? Tiếp theo là dưới đây là các câu hỏi được gợi ý mà bạn có thể áp dụng. Dưới đây các câu hỏi được gợi ý mà bạn có thể áp dụng. Cùng xem mình có thể áp dụng những cái gì nha mọi người.
Nghe khá là thú vị nha mọi người, nó có cái để cho mình lựa chọn ấy. Sản phẩm có đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng hay không? Sản phẩm có cần tính năng gì để đáp ứng được nhu cầu trên? Và khách hàng sẽ sử dụng sản phẩm như thế nào? Vẻ ngoài, bao bì của sản phẩm trông ra sao? Khách hàng có thể trải nghiệm thử sản phẩm trước khi mua hay không? Kích thước, màu sắc, tên của sản phẩm thu hút sự chú ý của khách hàng hay không? Khách hàng muốn gì từ sản phẩm hoặc dịch vụ? Khách hàng sẽ sử dụng nó ở đâu? Có bất kỳ tính năng cần thiết nào bạn đã bỏ qua hay không? Tên sản phẩm là gì? Nó có một cái tên hấp dẫn hay không? Sản phẩm khác biệt như thế nào so với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh? Ok, nghe khá thú vị đúng không mọi người? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra để chúng mình nghiên cứu các bạn. Thì giá bạn sẽ dự tính giá bán cho sản phẩm của mình như thế nào? Đó là P đầu tiên nha mọi người, price. Đó là một cái P đầu tiên trong 4P. Chi phí mà bạn bán sẽ ảnh hưởng đến số lượng sản phẩm bán được. Chiến lược định giá cao hơn hẳn mức giá phổ thông trên thị trường. Định giá cao hơn hẳn mức giá phổ thông trên thị trường mọi người ạ. Định giá cao hơn hẳn, phục vụ trong phân khúc khách hàng cao cấp, doanh nghiệp tập trung đầu tư một sản phẩm chất lượng cao hoặc độc nhất trên thị trường. Ngoài ra, nếu yếu tố sản phẩm, các yếu tố khác trong marketing như truyền thông, trưng bày, vị trí cửa hàng hoặc trung tâm cũng phải thể hiện được yếu tố cao cấp mọi người ạ.
Yếu tố marketing, các yếu tố khác cũng được khá là quan tâm mọi người ạ. Tiếp theo là chiến lược định giá thấp, cùng mình về tìm hiểu về cái chiến lược định giá thấp xem sao nha mọi người. Định giá thấp hơn mức trung bình của ngành hoặc thấp hơn các đối thủ cạnh tranh có cùng tập khách hàng mục tiêu bằng cách tận dụng tối đa cái năng lực sản xuất và cắt giảm chi phí sản xuất marketing. Đây là nhóm khách hàng dễ xuất mạnh, lợi nhuận thu được từ một đơn vị sản phẩm sẽ thấp nhưng bù lại bằng số tiêu thụ lớn. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, họ bị hạn chế về năng lực sản xuất và nguồn thu nên quyết định giá thấp lúc ban đầu ảnh hưởng đến chiến lược giá và thâm nhập thị trường nữa mọi người ạ. Đối với những doanh nghiệp nhỏ thì nó có ảnh hưởng rất là lớn. Ví dụ như là giá gói mì Milkes 2.000 đến 3.000 nằm trong top các loại mì gói rẻ nhất trên thị trường và giữ nguyên giá trong suốt nhiều năm. Giữ nguyên giá trong suốt nhiều năm. Liên kết thì hạn chế đa các khoản chi phí liên quan đến truyền thông mà đẩy mạnh tiêu thụ thông qua liên kết chặt chẽ với các đại lý, cửa hàng, nhà hàng, quán nhậu. Để xác định chi phí sản phẩm, bạn cần cân nhắc các tiêu chí chi phí của sản phẩm gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi, giá sản phẩm, giá của đối thủ cạnh tranh, số tiền khách hàng sẵn sàng trả cho sản phẩm của bạn. Có rất là nhiều yếu tố mà mình quan tâm đến giá mọi người ạ. À, giá của mình này, giá sản phẩm. Giá của sản phẩm sẽ ảnh hưởng khá nhiều đúng không mọi người ạ? Nắm được các yếu tố trên sẽ giúp bạn xác định được lợi nhuận thu về từ hàng hóa và dịch vụ của bạn. Căn cứ vào thị phần, độ cạnh tranh, một số câu hỏi dành cho bạn xác định giá cả cho sản phẩm gồm giá trị mà sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng là gì, có nên giảm giá cho một phân khúc khách hàng cụ thể hay không, mức giá của bạn đang cao hay thấp so với đối thủ, hình thức thanh toán trả tiền mặt hay thẻ và thời hạn thanh toán trả một lần hay hàng tháng.
Đó, tiếp theo là cùng tìm hiểu đến cái P tiếp theo là phân phối nha mọi người. P tiếp theo là phân phối. Thì cùng tìm hiểu xem phân phối nó sẽ có những cái yêu cầu gì nhé. Phân phối. Thì mọi người sẽ mua sản phẩm dịch vụ của bạn ở đâu? Mọi người sẽ mua sản phẩm dịch vụ của bạn ở đâu? Địa điểm place là nơi bạn sẽ bán sản phẩm và cách bạn sẽ phân phối nó. Bạn sẽ bán sản phẩm trực tiếp cho khách hàng hay là sẽ giao cho các đại lý hoặc nhà phân phối, những người sẽ thay bạn bán nó. Nếu bạn bạn tự bán sản phẩm thì bạn sẽ bán qua internet hay qua mail hay tại một cửa hàng. Địa điểm bạn chọn có thuận lợi để khách hàng tiềm năng mua, tiềm năng ghé qua hay không? Cho dù bạn đã bắt đầu. Thì cho dù bạn mới bắt đầu kinh doanh, việc xem xét các phương thức phân phối mới hoặc là cố gắng bán sản phẩm của mình ra nước ngoài có thể sẽ hữu ích với bạn. Phân phối là mọi người, place, cái P thứ hai. Lựa chọn và thiết lập địa điểm, cố gắng quyết định nơi đặt doanh nghiệp của bạn và làm thế nào để nó ổn định ngay khi bạn đến đó. Hãy xem những cái địa điểm bạn lựa chọn. Quản lý chuỗi cung ứng, quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng có thể giúp bạn tạo ra một cái quy trình liền mạch từ lúc bạn chuẩn bị sản xuất cho đến khi giao hàng và tiêu thụ. Xuất khẩu, phát triển công ty của bạn bằng cách kinh doanh sản phẩm và dịch vụ ở nước ngoài. Tiếp theo là promotion, chiêu thị. Chiêu thị là gì nhỉ? Promotion, chiêu thị. Promotion, chiêu thị. Đây là cái P thứ hai nha mọi người. Đó, P thứ ba. Promotion chiêu thị.
Siêu thị thì promotion hay còn gọi là siêu thị trong marketing là hình thức quảng cáo sản phẩm dịch vụ của bạn đến nhiều người dùng biết đến. Đây là yếu tố quan trọng trong mô hình 4P marketing, quyết định doanh thu của một doanh nghiệp. Để tiếp cận khách hàng và khiến họ mua hàng của bạn, điều quan trọng là họ cần phải biết ra về thứ mà bạn có thể cung cấp có ấn tượng tích cực và tin chắc rằng họ cần họ muốn sản phẩm. Có rất nhiều chiến thuật là bạn có thể sử dụng để quảng bá sản phẩm tới các khách hàng tiềm năng, bao gồm quảng cáo truyền thống trên truyền hình, đài phát thanh, bảng quảng cáo trên báo hoặc tạp chí, quảng cáo trên internet, social media và các kỹ thuật quảng cáo online khác, tham gia các triển lãm, hội chợ thương hoa mại và các sự kiện, in tờ rơi quảng cáo, marketing trực tiếp qua điện thoại, telemarketing và thư thư và email. Tiếp theo là đó, mình có thể tìm hiểu những cái như thế. Marketing trực tiếp có thể xác định phương pháp nào phù hợp với doanh nghiệp phụ thuộc vào cái ngân sách phụ thuộc vào cái ngân sách và khách hàng tiềm năng của bạn. Bạn phải chắc chắn rằng họ đang quảng cáo sản phẩm của mình ở mọi nơi mà mọi người sẽ nhìn thấy nó, ví dụ như mặt đường, mặt tiền đường lớn này, khu trung tâm internet là nơi được thu lợi cao nhất. Sẽ nấu lại gì? Nấu lại gì? Hâm lại cho nóng. Bao bì sản phẩm cũng là một phần quan trọng trong chiến thuật quảng bá, đặc biệt nếu sản phẩm mà bạn trưng bày được đặt trên kệ cạnh sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Bao bì sẽ làm cho cái sản phẩm của bạn nổi bật hơn. Hai bằng bố thế không gọi nhá. Mình đi muộn nên đừng đi sớm. Bạn ta đi với người ta. Ok. Bạn cần suy nghĩ về đối thủ cạnh tranh của bạn đóng gói sản phẩm thế nào, loại bao bì thiết kế nào, màu sắc, kiểu dáng, chất liệu sẽ thu hút khách hàng tiềm năng của bạn. Mọi người có thể xem tính năng và lợi ích của sản phẩm bằng cách xem bao bì hay không. Các yêu cầu về bao bì nhãn hàng là gì? Thông điệp mà bạn sử dụng và hình ảnh thương hiệu bạn muốn phát triển rất quan trọng trong việc khiến mọi người biết đến và yêu thích sản phẩm của bạn đang kinh doanh. Cụ thể như là cụ thể như là thông điệp mà của bạn cần là thuyết phục người tiêu dùng rằng họ nên mua sản phẩm và nó sẽ mang lại cho họ những cái giá trị cần thiết. Thương hiệu của bạn thì phải đủ hấp dẫn để họ nhớ đến và nghĩ về sản phẩm. Doanh nghiệp của bạn đưa ra quyết định mua hàng của bạn hoặc giới thiệu sản phẩm cho bạn bè của họ. 6 bước phát triển mô hình 4P trong marketing mix. Khả năng sáng tạo và nắm bắt được xu hướng là hai trong số những yêu cầu cần phải có của một marketing manager. Nhưng chỉ dựa vào hai yếu tố này thì có thể dẫn đến việc các sản phẩm được đầy sáng tạo hay không đáp ứng được nhu cầu thị trường. Để có được thành công thì marketing mix cần dựa trên các nghiên cứu rõ về bốn yếu tố 4P trong marketing, đồng thời kết hợp với sự đổi mới thông qua các bước. Đầu tiên là xác định điểm bán hàng độc nhất. Xác định điểm bán hàng độc nhất thì unique selling point USP hay điểm bán hàng độc nhất là những cái giá trị chỉ có riêng sản phẩm dịch vụ của bạn mới có được. Đây chính là cái điểm mấu chốt giúp bạn tỏa sáng và nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh thông qua các khảo sát người tiêu dùng, tìm cách đáp ứng được nhu cầu của họ. Bạn biết cách xác định được đâu là đặc điểm hoặc đâu là tính năng của sản phẩm, giúp nó thấu hiểu được có cái
những điều nhiều người yêu thích. Mình sẽ kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của mình. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại video tiếp theo nhé.